Nhớ ai không các bạn? Hello, xin chào mọi người. Nay mình đi quay anh Nhật. Nhật có gì nói với khán giả của kênh ông Tỉnh TCH của anh Nhật? Ngại quá các bạn nè. Ngại. Lâu quá nó không quay mình, giờ quay lại mình ngại. Lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh hả? Sao? Tiên xuất hiện trên màn ảnh nè. Lần đầu tiên quay lại hả? Nên mình cũng khá là đây đây. Bây giờ là mình với anh Nhật đang đi ra cái Shiyakiso này nè các bạn. Nó giống, mình nói cho nó dễ hiểu thì nó giống như một cái nơi ủy ban xã ở bên Việt Nam nha, để làm mấy cái giấy tờ cư trú rồi này nọ. Thì ngày hôm nay sẽ đi làm cái gì mà em quên mất tiêu rồi. Cái hộ chiếu vaccine. Anh Nhật ảnh làm ảnh tiêm vaccine xong rồi, bây giờ anh sẽ đi làm cái hộ chiếu để vài bữa nữa anh về. Tại vì mình thấy cũng có chưa có mấy người làm hộ chiếu vaccine bên này, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ đi quay coi thử là ra cái trình tự nó làm như thế nào. Là anh Nhật ảnh cung cấp thêm những cái thông tin mới về làm hộ chiếu vaccine để cho nhiều bạn ở bên Nhật mà sắp tới có về thì đi làm nó cũng dễ hơn. Thì hộ chiếu vaccine thì trước tiên á, thì mọi người phải có hộ chiếu cái đã nha. Thủ tục thì dễ lắm. Vừa đi vừa nói đi. Vừa đi vừa nói. Giấy xác nhận chích vaccine 2 lần của mọi người. Với lại thẻ ra du ca độ, thẻ ngoại kiều. Với lại sổ hộ chiếu. Đấy. Đấy là mình xem thông tin trên mạng nó bảo vậy. Còn giờ mình vô mới biết cần gì nữa mà. Rất là rộng luôn các bạn. Ở đây ở Nhật ở đâu đâu cũng sạch sẽ các bạn. ワクチンやりたいです。ワクチン、これのワクチンが出てるね。バスボート、バスボートワクチン。パスポート、パスポートワクチン証明ですね。はい。3回ですね。3回です。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。どう?あ?どう?どう? Xe lăn ở nút dưới. Người bình thường nút đó. Trời ơi, mong gì. Không sao đâu. Lần đầu tiên mình đi xe cái đồ. Mà mình tự đi một mình luôn. Ủa gì kì vậy? Em đi ra đây mấy lần rồi. Chứ giờ có đi đâu, có đi đổi. Đợt em đi ra đây em xin giấy tờ quá trời luôn. 301. Anh Nhật đang điền thông tin vô giấy tờ nè. Hả? Nó cho quay tao. Hả? Nó cho quay lại đó. Nó giỡn với em cầm cái máy vậy, nó không biết em có quay không đâu. Rồi thì anh Nhật anh vừa cung cấp cho mấy người kia cái thẻ ngoại kiều nè, cái passport nè, với cái giấy chứng minh là đã có tiêm vaccine đúng không? Còn thêm rồi nó đưa vô cái tờ giấy để cái tờ giấy nãy mà mình quay đó là cái tờ giấy để ghi thông tin địa chỉ nhà với lại tên tuổi được thôi địa chỉ cá nhân giống như ở trên thẻ ngoại kiều của mình thôi. Chứ không có gì hết trơn. Ủa anh Nhật, là ví dụ như mình vừa đăng ký xong là nó cấp cái tờ giấy đó cho mình luôn hả? Cái tờ giấy nãy anh chụp hình của bạn anh cho em á.
là cái hôm mà mình chích ngừa xong đúng không? Vừa xong thì là có thể sử đi làm cái giấy này ngay luôn. Có cần đăng ký lịch trước gì không? Đăng ký lịch để mình ra đây mình làm á? Không cần đăng ký gì hả? Mình khi có nào mình có thời gian thì mình ra mình làm thôi. Mình cứ đi thẳng ra xe cửa sổ xong rồi làm thôi. Xong rồi làm ở đây xong thì sẽ nó cấp cho cái giấy đó liền luôn, không có cần đợi, nên nó sẽ gửi bưu điện về. Anh nghĩ là bạn nói là anh sẽ cấp liền, nó sẽ in cho mình một cái giấy cho mình chứng nhận là mình có tiêm vaccine để tiêm đi. Tiêm vaccine 2 mũi rồi chứ. Không phải gì rườm rà. Thủ tục thì mọi người thấy khá đơn giản. Không biết là lát nữa nó có kêu mình đi làm gì nữa không? Lát nữa thì như mọi người đã thấy thì mình sẽ đi lấy lời khai từ đây đến cuối đường nha mọi người. Lát hồi nó dặn đi lấy máu lấy nước tiểu. Tầm 20 phòng chứ mọi người. Xong quá trớn, lâu rồi không có làm video sao. Không, bên này báo tuổi già hả? Em là sau khi mà em đi tiêm vaccine xong á là em vẫn có thể đi làm giấy liền được luôn. Sau khi mà mọi người tiêm vaccine xong á thì có thể đi làm giấy hộ chiếu vaccine ngay được luôn. Bao bao vaccine nhưng mà có thể hiện tại thì sau này thì khả năng như nào không biết, nhưng mà hiện tại là cái giấy đó sau 14 ngày thì mới có hiệu lực nha mọi người. Bên hãng bay họ mới chấp nhận. Có nghĩa là ví dụ như chiều nay em đi tiêm vaccine mũi 2 xong, nó cấp cho em cái giấy tiêm vaccine xong, rồi ngày mai em có thể ra xe cái sổ em đăng ký là bắt bó vaccine liền luôn. Nhưng mà sau 14 ngày sau mới bay được, chứ không thể nào bay được. Sau 14 ngày sau nó mới chấp nhận hộ chiếu đó. Tại vì mọi người cũng được biết là mình tiêm mũi 2 sau 14 ngày á, thì cái mũi 2 nó có hiệu lực. Thì người ta mới chấp nhận đấy là vaccine. Xong rồi này các bạn, rất nhanh luôn. Mới có ở bên kia, thang máy bên kia. Tầm bao nhiêu? 15 phút à. Ngồi sĩ có 15 phút. Ở trên này nó để là hộ chiếu vaccine đó. Vậy đó, sau khi làm xong cấp cho cái giấy chứng nhận vậy thôi. Rồi xong rồi, bây giờ mình đi về. Chứ không có gì đâu. Lúc nãy mình với Nhật cứ tưởng là nhắn nó hơi rườm rà phức tạp đúng không? Kiểm pháo được. Đi được. Nhưng mà cuối cùng là nó đơn giản, vô làm nó in cho cái tờ giấy để nó có đóng mộc gì anh Nhật. Không có đóng mộc gì đúng không? Chỉ có cái giấy chứng nhận thôi. Giấy này chắc kiểu như là giấy chứng nhận mình có tiêm vaccine rồi vậy đó. Có số ID và ngày cấp. Với cả là gì ta? Ngày cấp nè. Có ngày cấp. Chứ mình nghĩ là cái phôi này là chắc phôi của xe cái sồ chứ không làm giả được đâu. Xong rồi vô ngồi đợi cung cấp thông tin cho nó xong rồi ngồi đợi 15 phút thì xong rồi. Cấp cho cái tờ giấy vậy thôi. Đơn giản, cũng không có gì quá phức tạp đâu các bạn ơi. Bây giờ mình với anh Nhật sẽ về cơm nước cho anh Nhật chiều nay đi làm. Bây giờ mình sẽ với anh Nhật sẽ đi về. Cảm ơn tất cả các bạn đã coi cái xem cái đoạn chia sẻ vừa rồi của mình. Mình cũng chia sẻ cái đi làm cái giấy passport vaccine cho tất cả các bạn vậy đó, để cho mọi người có thể tham khảo cũng như là dễ dàng để đi làm cái đó trước khi mà về nước. Mọi người nhớ cho mình một đăng ký để mình sớm nhận được 10.000 đăng ký nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều thời gian qua đã ủng hộ mình. Mình làm những cái video bên này cũng đơn giản thôi, hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều hơn, cho mình like nhiều hơn để mình có thêm nhiều động lực để mình làm được nhiều cái video hay hơn để gửi đến cho tất cả các bạn, cũng như là gửi đến cho những cái gia đình anh chị ở bên Việt Nam xem về cái cuộc sống ở bên này nó có những cái diễn biến như thế nào. Video ngày hôm nay thì mình xin khép cái video lại. Hẹn mọi người ở những cái video mới nhất. Mình sẽ thường xuyên sẽ cố gắng đúng lịch up video hàng tuần vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Cuối cùng mình cũng rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Chào mọi người, nhớ like, share và subscribe cho mình nhé.
chúc tất cả các bạn ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.